quý khán giả thân mến, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước ra sân để tìm kiếm chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa chủ hàng loại V-League. Một trận chung kết đúng nghĩa, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những quả bóng mãn nhãn. Đội nào sẽ cầm được chiếc vàng trong tay đây? Xin mời quý vị cùng xem trận đấu này để chúng ta sẽ có được kết quả sau khi cuộc đối đầu này sẽ khép lại. Một trận đấu rực lửa đang chờ đợi ở phía trước. Đây là đội hình ra sân của các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Họ đá với sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Đứng trong khung thành vẫn là thủ môn quen thuộc Văn Việt. Tấm lá chắn ở hàng phòng ngự sẽ là Nam Hải, Văn Thành và Mario. Hàng tiền vệ Văn Huy, Quang Tú, Quang Vinh cùng với Thành Đức sẽ hỗ trợ cho bộ ba tiền đạo ở phía trên. Olaha sẽ dẫn đầu hàng công và chịu trách nhiệm ghi bàn chính cho đội bóng này. Anh có sự hỗ trợ của Phúc Thịnh và Long Vũ. Tổ dọc chay điều khiển trận đấu ngày hôm nay có trọng tài chính là Hoàng Ngọc Hà. Các trợ lý là ông Phan Huy Hoàng và Nguyễn Trung Thiện. Trọng tài thứ tư là ông Trần Ngọc Ánh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất phát với sơ đồ chiến thuật là 4-1-4-1. Đứng trong khung thành của họ là thủ môn Thanh Tùng. Hàng phòng ngự là nơi có sự xuất hiện của Trọng Hoàng, Ramirez, Viết Triều và Văn Đức. Văn Trâm sẽ đá ở vị trí mỏ neo ở hàng tiền vệ. Ở phía trên anh là Quang Nam, Đình Tiến, Xuân Trường và Phi Sơn. Họ sẽ hỗ trợ cho Ibarra. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Để một này các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng làm khách ngày hôm nay, sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Màn ảnh của chúng ta, họ đá trong bộ trang phục áo đỏ. Trong khi đó Sông Lam Nghệ An với việc đang thua đối thủ 2 điểm, họ sẽ phải đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng. Nhưng với chất lượng về mặt quân sự, có lẽ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là đội bóng đã có được cơ hội. Cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu và bàn thắng đã được ghi rồi chăng? Không, việc bị mất rồi. Trọng tài biên đã rất bình tĩnh để chờ đợi hết tình huống ông mới phất cờ. Mặc dù chưa có được pha lập công, nhưng rõ ràng các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang cho thấy đây là một trận đấu mà họ hoàn toàn sẵn sàng cho tấn công và tìm kiếm cơ hội để ghi bàn. Một khởi đầu phải nói là top team với các cổ động viên mặc áo vàng. Pha đẩy bóng của Olaha, chuyền vào, nguy hiểm, cơ hội đây rồi dành cho Sông Lam Nghệ An, dứt điểm. Rất may là thủ thành Thanh Tùng đã kịp thời khống chế được tình hình ở nhịp bắt thứ hai. Một trận đấu chung kết đúng nghĩa đang được các cầu thủ thể hiện ở trên sân. Trong 3 vòng đấu gần đây nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gây bất ngờ với trận thắng trước Công an Hà Nội. Bên cạnh đó là trận hòa trước Thể Công. Cơ hội dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dứt điểm. Bàn thắng lần này đã tới với các cầu thủ mặc áo đỏ rồi. Một pha cản lướt tuyệt vời và không ai có thể ngăn cản cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi bàn cả. Lần này thì Ibarra đã ăn mừng mà không vấp phải bất kể một sự vấn vương nào nữa. Anh hoàn toàn tự tin, bàn thắng được công nhận và 1-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tỷ số được mở rất sớm dành cho đội khách. Một pha tấn công dọc biên. Cơ hội đây rồi, dứt điểm. Quả đá hơi vời của Trọng Hoàng. Cơ hội tuyệt vời, pha cứu thua xuất sắc để giúp cho Sông Lam Nghệ An không phải nhận bàn thua thứ hai của Văn Việt. Với thể hình thể lực của Ibarra thì rõ ràng các cầu thủ tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có rất nhiều phương án để chuyền bóng. Đánh đầu không chính xác, tình huống nỗ lực bật cao để dứt điểm, nhưng có vẻ như tư thế và vị trí dứt điểm không thực sự tốt. Làm được vào là đánh đầu rất kịp thời, đó là tình huống phá bóng của Bruno Sousa. Tiếp tục làm pha uy hiếp nữa nhưng bóng nằm gọn trong tay của Thanh Tùng. Thời khắc thực sự khó khăn dành cho thủ môn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thanh Tùng đã đủ xuất sắc để ngăn cản những bàn thua trong khoảng 1 phút cơ đầy. Thanh Tùng đã làm không thực sự tốt trong pha tranh chấp với Olaha. Sau đó thì anh đã có được một pha bắt bóng đủ hay. Sông Lam Nghệ An trong hiệp 1 không phải là không có cơ hội, thậm chí là họ còn một vài cơ hội rất tốt để có thể ghi bàn. Đáng tiếc là không thể tận dụng được, đánh đâu.
Một pha tiếp xúc bóng bị giật mình của cầu thủ áo vàng trắng. Và trước đó là một pha bật cao của Olaha nhưng vẫn không thể tới được với bóng. Đội chủ nhà nếu như tận dụng tốt những cơ hội mình tạo ra thì hoàn toàn đã có được bàn thắng rồi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang lựa chọn một lối chơi rất chậm rãi ở phần sân nhà. Và khi có những khoảng trống như thế này thì họ lập tức chuyển bóng lên. Victor Lê có lẽ tự mình dứt điểm rồi, dứt điểm. Bóng đi hơi cao. Cuối cùng bóng lại nằm gõ trong tay của Thanh Tùng. Tạt bóng vào. Đánh đầu. Vị trí dứt điểm không thuận lợi. Cự ly cũng hơi xa. Rất tốt. Nhịp chuyển bóng đã bị chậm rồi. Bóng hướng tới Diallo. Chưa hề có dấu hiệu việt vị. Diallo. Rất bình tĩnh Diallo. Bóng trúng xa ngang. Và bóng đã kết thúc và không hề có dấu hiệu của việc việt vị. Không ai lên hỗ trợ cho Diallo và anh đã quyết định 1-1 để vượt qua hậu vệ đối phương. Quả đá thật sự là rất mạnh ở góc cần. Bóng đã có thể đánh bại được thủ môn của Sông Lam Nghệ An rồi nhưng không thể đánh bại được xa ngang. Còn khoảng 10 phút chính thức nữa thôi. Cách biệt vẫn là một bàn. Olaha. Nó là quá hay. Olaha. Thật sự đẳng cấp. Bay người trên không, không chơi bóng rồi sau đó làm quả đá thật sự là quá nhanh của Olaha. Nhưng chỉ thiếu độ chuẩn xác thôi. Chúng ta cùng xem lại. Chuyền có lẽ là muốn hướng tới Olaha nhưng nó lại không chuẩn. Mario cũng đã đẩy cao lên rồi. Thêm một phương án để có thể tạt bóng vào. Đấy đâu, không phải, đó là một pha đỡ ngực rất hay. Goal! Bàn thắng ở những thời khắc cuối cùng. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không hề từ bỏ. Và đã có được bàn thắng san bằng cách biệt 1-0. Người lập công đó là Mạnh Quỳnh. Số 11 ghi bàn san bằng cách biệt 1-0. Những cầu thủ viên này xứng đáng đã mừng rồi. Họ đã ở đây để tiếp tục cổ vũ cho cầu thủ của mình trong những thời khắc mà rất nhiều người không tin tưởng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ có thể ghi bàn. Bàn thắng cực kỳ quan trọng ở thời khắc mà Sông Lam Nghệ An tưởng chừng như đã buông bỏ, khi mà các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những pha bóng tấn công rất nguy hiểm gần đây. Tiếng còi thật dài đã cất lên báo hiệu trận đấu đã khép lại. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An một vài người đã gục xuống vì họ đã chiến đấu hết mình đến những giọt sức lực cuối cùng và họ được đền đáp xứng đáng với trận hòa 1-1. Trong khi đó thì Thanh Tùng ngày hôm nay đã chơi xuất sắc với nhiều tình huống nhưng rồi cuối cùng thì anh vẫn phải vào lưới nhận bóng ở thời khắc tưởng chừng như 3 điểm đã nằm trong tay của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai bên vẫn sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau cùng với Hoàng Gia Lai ở vòng đấu cuối cùng cho một vị trí không phải đá playoff. Trận đấu này đã khép lại và chúng tôi xin được kính chào quý vị, hẹn gặp lại trong trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.